Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Kitô phán: Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đồng chiên. Người làm thê, vì không phải là mục tử và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thê và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc gàng này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mục tử và đoàn chiên trên đồng cỏ là một hình ảnh rất quen thuộc đối với người Palestine. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa thường được mô tả là người chăn chiên, dân Ngài là đoàn chiên. Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu không chỉ tự ví mình như người mục tử, mà còn là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành là người biết chiên và chiên biết mình. Chúa Giêsu cho thấy có những cái biết khác nhau của người chăn chiên đối với đàn chiên. Người chăn chiên có thể biết chiên chỉ đơn thuần dựa trên tương quan của người làm thuê. Người chăn chiên cũng có thể biết chiên trong tương quan là người mục tử nhân lành, hy sinh mạng sống cho đàn chiên. Cái biết của kẻ chăn thê là một cái biết vị kỷ, chỉ biết chăm lo cho lợi ích của cá nhân mình, xem thường lợi ích của chiên. Người làm thê vì không phải là mục tử và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thê và không thiết gì đến chiên. Thiên Chúa qua lời của tiên tri Ê-đê-ki-ên đã lên án gắt gao cái biết này. Khốn cho các mục tử Israel, những kẻ chỉ biết lo cho mình. Nào mục tử không phải chăn dắt đàn chiên sao? Sữa các ngươi uống, lên các ngươi mặc, chiên béo tốt thì các ngươi giết, còn đàn chiên lại không lo chăn dắt. Chiên đau yếu, các ngươi không làm cho mạnh, chiên bệnh tật, các ngươi không chữa cho lành, chiên bị thương, các ngươi không băng bó, chiên đi lạc, các ngươi không đưa về, chiên bị mất, các ngươi không chịu đi tìm, các ngươi thống trị chúng một cách tàn bạo và hà khắc. Cái biết của mục tử nhân lành là cái biết được khởi đi và dựa trên tình yêu. Một cái biết hướng đến người khác và dám để cuộc sống của mình liên lụy vào đó. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Khi trao sứ mạng chăn dắt đoàn chiên cho Phêrô, điều đầu tiên và trên hết Chúa Giêsu đòi hỏi ở Thánh Phêrô đó là lòng mến. Này anh Simon,
con ông Gioan, anh có mến thầy hơn các anh em này không? Điều này cho thấy Phêrô chỉ có thể thi hành tốt sứ mạng mục tử được trao phó nếu biết đặt sứ mạng đó trên nền tảng là tình yêu. Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho biết chỉ có một người mục tử nhân lành là Đức Kitô, và mỗi chúng ta đây là đàn chiên của Người. Nhưng chúng ta cũng được mời gọi tham dự vào sứ mạng mục tử nhân lành của Chúa Giêsu, một sứ mạng dựa trên cái biết được khởi đi và dựa trên tình yêu. Một cái biết hướng đến người khác và dám để cuộc sống của mình liên lụy vào đó. Xin cho mỗi người chúng ta không chỉ là những con chiên ngoan hiền, nhưng còn trở nên những mục tử nhân lành theo gương của mục tử Giêsu.